Em biết rồi, em hiểu những lời tâm sự của anh rồi. Anh ráng thắng xe đạp cho em nha. Được, anh sẽ ráng thắng xe đạp cho em để mình cùng đi tung tăng đó mà. Được, làm luôn đi anh. Chỉ có 30 giây thôi, anh ấy có chiến thắng được hay không? Đó, đeo mắt kiến vô nè. Rồi xong, một đội với hai đội rưỡi. Chơi đi em. Không sao, 30 giây dành cho Thể Ngân. Bắt đầu. Một chút, rồi xích lại gần một chút. Trời ngoạn mục quá, 15 chưa, giây. Sát một chút xíu nữa, còn thời gian sát chút xíu rồi, nghiêng nghiêng, nghiêng nhẹ nhàng. 4, 3. Xe đạp ơi, đã xa rồi con đâu. Nghiêng xuống, nghiêng xuống, từ từ, từ từ. Từ từ. 3. 7. Ồ, rõ ràng là nó xoay xoay ở trên ống, nó suýt là lăn vào rồi đó chị. Từ từ, bình tĩnh, lên. Bình tĩnh, rồi rồi, di chuyển nhẹ nhàng. Cố lên. Hơi hồi hộp, hơi run rẩy chút. Cố lên. Cái khoảng cách này nó ngắn thôi, thấp xuống. 13 thấp giây. Gần lại nữa. Thấp sát luôn à, sát miệng luôn, mình truyền bóng qua. Đó, chúc mừng anh Tú. Chúc mừng. Yeah, chúc mừng anh đến với chiếc xe đạp của mình. Một chiến thắng rất ngoạn mục và khéo léo ạ. Hợp quá, rất hợp với dáng anh. Hai mươi giây. Mười. Rồi, hơi trên một chút. Sắp tới ngửa gan rồi. 15 giây. Nghiêng xuống. 20. Không sao, thua kèo này ta bày kèo khác đúng không nào? Vẫn còn một trò chơi để cho chúng ta chinh phục. Cố gắng lên. Và tổng kết lại trò chơi này, chèo thuyền trên cạn, chúng ta đã trao được một chiếc xe đạp cho anh Tú. Rất tuyệt vời, xin được chúc mừng. Xin chúc mừng anh Tú và rất là xuất sắc. Hy vọng sự khéo léo sẽ giúp người chơi của chúng ta chiến thắng tiếp tục. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại trong ít phút nữa sau giờ nghỉ giải lao nha. Cũng không buồn lắm, tại vì mình đã nhận được một giải thưởng, đó là phần thưởng về spa, cho nên là hy vọng là cái vòng thứ tư, vòng cuối cùng thì mình sẽ cố gắng hết sức. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chương trình Một Bước Để Chiến Thắng. Hà Trinh ơi. Em đây. Các bạn ơi. Ơi. Các bạn ơi. Ơi. Các bạn ơi. 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 Đây chính là trò chơi cuối cùng của chúng ta trong chương trình tuần này rồi. Trò chơi được mang tên lăn bóng bơi. Và lăn như thế nào cho đúng cách và rinh được phần thưởng của chúng tôi về nhà. Ngay bây giờ hãy cùng nhau theo dõi vì Đường Liêm hướng dẫn. Xin mời. Mình sẽ cấp một quả banh bowling như thế này. Và nhiệm vụ của các bạn không phải là strike, mà chúng ta sẽ tạo một lực vừa đủ để cho quả banh vừa lên dốc và dừng lại ở giữa dốc, không bị lăn ngược trở lại vị trí cũ. Vậy là xong, bingo. Và nếu như các bạn chiến thắng với trò chơi này thì phần thưởng của chúng ta đó chính là một chiếc điện thoại Lumia 535. Smartphone selfie Lumia 535 với camera trước 5 megapixel, chụp hình selfie trọng bất ngờ. 100 hoa tay cho anh Tú quay trở lại. Người chơi đã chiến thắng hai trò chơi của chúng tôi rồi, rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng bây giờ là có luôn. Anh chiến thắng trò này đi, anh sẽ trở thành người giữ kỷ lục đầu tiên với 3 giải thưởng của chúng tôi. Anh có đồng ý không ạ? Dạ em nghĩ, nhưng mà chắc là khó lắm. Trời ơi, làm chứ. Có quà rồi, mình phải thoải mái lên, không khó nữa với trò này. Mời Tú vào vị trí và lấy luôn phần quà thứ 3 trong ngày hôm nay nha. Bạn rất may mắn ạ. Sẵn sàng. Và bắt đầu nhẹ nhàng thôi, đừng quá mạnh. Đó, có cơ hội. Dừng ba, lại. Dừng lại không? Người giữ kỷ lục trong chương trình Một Bước Để Chiến Thắng đó chính là bạn Tú. Một mình lấy được 3 phần quà của chương trình. Chiến thuật nhẹ nhàng và êm ái. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Hơi mạnh rồi, quay ngược trở về. Lên luôn.
không? Dừng lại. Có dừng lại hay không? 3. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Lên lên. Có cơ hội, có triển vọng. Dừng. Nó nhớ anh, nó quay trở lại rồi. Hình như cấu hình mình là vậy luôn rồi đúng không? Lúc nào cũng cười rất là tươi mà lúc nào cũng lạc quan vui vẻ hết. Thôi tò mò quá, làm quen với nhau chút đi. Bạn tên gì? Mình là Nguyễn Minh Tâm. Hiện nay thì mình đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ từ nhỏ đến lớn của mình là trở thành một doanh nhân thành đạt. Mình cũng xin chia sẻ luôn là ngoài cái ước mơ trở thành một doanh nhân á, thì mình còn một đam mê khác cũng rất là mãnh liệt, đó là trở thành những người dẫn chương trình như là Minh Xuân. Vậy là bạn nói chuyện rất là lưu loát và cũng khá là lanh lẹ, ứng biến trên sân khấu à? Mình thì có một may mắn là đã đạt được một giải thưởng ở trường về dẫn chương trình. Nhưng mà sau đó thì mình càng đi thì thấy là chắc là mình không phải là một dạo chơi đâu, mà là một cái niềm đam mê thật sự của mình. Và mình sẽ cố gắng trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Và biết đâu sau này sẽ thay thế được Minh Sù. Rất là duyên dáng. Và bây giờ xin mời Tâm ơi chinh phục bộ anh đi. Sẵn sàng. Cố lên. Nhẹ thôi. Mạnh quá rồi. Vuốt nhẹ thôi. Trời ơi. Quá cao luôn. Lên tới nóc luôn quá. Kìa. Quá nguy hiểm. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ. Cảm ơn Sáu. Rất là cá tính và mạnh mẽ. Về nhá. Thương nha. Thùng cái nè. Kỳ vậy? Tôi hôn tay tôi đâu, hôn tay bạn đâu. Sao kỳ vậy? Bạn muốn tôi hôn bạn sao? Thôi vậy đủ rồi. Thôi cả thế giới này biết anh sầm sỡ rồi Xù. Xin chào Thảo nha, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cảm chương trình. Cảm ơn Thảo, một cô gái rất dễ thương ạ. Chí Max. Thành có muốn lấy phần thưởng không? Dạ, Chí Thành, dạ. Dù sao thì Max và Ngân cũng đã có quà rồi. Mình cũng phải có cái gì để đem về chứ. Cũng phải có cái gì để mang về chứ. Đúng rồi. Cái gì là cái này nè, là cái điện thoại nè. Cố lên. Cố lên. Bắt đầu. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đúng rồi. Ba, có chuyện vào cơ hội, thắng rồi. Yeah, wow, rất là tuyệt vời, tuyệt vời quá. Thành Quân, yeah, đây là Chí Thành, bạn ấy đã vừa trúng được cái điện thoại Lumia 55. Cố lên. Điện thoại sẽ trao tay hay không? Anh Vinh sẽ về nhà lấy điện thoại và bắt đầu. Ba. Hơi cao thì phải. Mình liễu yếu đào tơ thì cái này mình dễ thắng lắm đó chị. Chị có tự tin không? Yeah, cũng cố gắng. Cố gắng gì nha. May mắn sẽ đến thôi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Đúng rồi. Dừng. Cái khoảnh khắc ở trường qua cái dốc chị thấy như sao? Mừng rồi nhưng mà lại hơi bị xui chút xíu. Nhưng không sao, ngày hôm nay chị đến đây rất là duyên dáng và dễ thương. Trao tay, cảm ơn chị Lan đã đến với chương trình. Cảm ơn chị Lan ạ. Cô gái rất là dễ thương của tôi đây. Nãy giờ chưa được nói chuyện với chị nhiều nên cô không biết là chị làm nghề gì và cái tính cách của chị ngoài như thế nào ạ? Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Bích Trâm. Nghề nghiệp của mình là làm về phần mềm. Nhưng mà hiện nay thì gia đình mình như thế nào ạ? Mình có hai con, đứa lớn thì 5 tuổi, đứa nhỏ thì 7 tháng. Rồi, đến với trò chơi này, trò chơi cuối cùng rồi. Hy vọng sẽ có một món quà về nhà dành tặng cho hai cháu của mình ở nhà. Xin mời chị Trâm. Nhẹ thôi chị nhá. Sẵn sàng. Bắt đầu. Lên dốc. Wow, lên được là thắng rồi. Lên được là thắng rồi, một chút xíu lực nữa thôi. Cố lên. Nhẹ thôi. Hơi mạnh rồi. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình nói gì với gia đình mình nè? Dạ, ba mẹ ơi, con lên TV rồi nhưng mà con chưa nhận được quà. Nhưng mà con cảm thấy rất vui khi được tham gia và giao lưu cùng mấy anh chị. Cảm ơn em. Xin chào bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người chơi tiếp theo. Một tràng hoa tay cho chị. Chi. Thôi nãy hôm nay. Thôi xin lỗi chị. Để người ta vui vẻ lên. Giờ vui, giờ có tự tin không? Tự tin. Bình tĩnh nha. Sẵn sàng nè. Xin mời chị. Bước vào nhẹ nhàng quá. Dễ thương. Sẵn sàng. Nhẹ thôi chị ơi. Bắt đầu. Đó. Đúng rồi. Chung rồi. Ngoạn mục quá, xuất sắc quá nhưng chưa có chiến thắng. Các bạn thân mến, chúng ta chỉ còn một cơ hội dành cho Master mà thôi. Hy vọng rằng anh ấy cũng sẽ rinh được phần quà thứ hai dành cho mình về nhà. Xin mời, vô. Các người có điện thoại đứng trước spa bấm rồi đó. Bây giờ là mình vừa nằm spa, mình vừa ngủ, mình vừa nghe điện thoại nè. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Nhẹ thôi. Đó. Đúng rồi đó. 1, 2, 3.
tiền rồi, cánh tiền rồi. Chúng hai giải thưởng thấy sao? Đã quá anh ơi. Đã quá. Bây giờ phần thưởng này một cái là cho mình rồi, còn cái này hay là Được rồi, anh hiểu luôn. Em hiểu ý nghĩ của anh. Nghĩ gì? Ngay cái suy nghĩ đó nha, mình tôi hỏi là tặng cho ai? Dạ em sẽ tặng phần thưởng này cho bố của em. Cho bố của em. Bởi vì sao nào? Bởi vì em là con ngoan nè. Và muốn nói điều gì với bố mình nè? Dạ tặng điện thoại cho bố để bố chụp hình cho đẹp. Dạ, và vậy thôi. Giúp cho bố ngày càng trẻ trung hơn nè. Các bạn thân mến, khép lại trò chơi thứ tư của chương trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta được cùng nhau trải qua 4 trò chơi thú vị nè, cùng nhau trao những món quà rất là tuyệt vời cho những người chơi chiến thắng cùng với chương trình, cũng như là được nhận những món quà tinh thần từ Hải Ngân, Max Sơn và Chí Thành. Xin được cảm ơn các bạn một lần nữa ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Microsoft Lumia, Spa Phi Thanh Vân và Ocean Link Travel đã đồng hành cùng với chương trình. Nếu như các bạn muốn tham gia cùng với chúng tôi trong tương lai, hãy gửi thông tin của mình về địa chỉ đăng ký avong1buocdechiến thắng.vn, hoặc cách thứ hai các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại website 1buocdechiến thắng.vn các bạn nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng nơi chúng ta có hẹn với nhau 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam nhé. Còn ngay bây giờ tất cả chúng ta phải sôi động lên nào để chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khi mà nhận được 3 giải thưởng của chương trình thì cảm giác hiện tại trong bây giờ của mình thì cảm thấy rất là vui và ngỡ ngàng, vì không ngờ là mình đã có thể chiến thắng được một số những trò chơi nó lại mang tính thử thách